Hậu Phương. Cô Hồng Quế xin kính chào quý khán thính giả và các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa kính mến. Trang Thanh Lan xin kính chào tái ngộ đến quý khán thính giả thương mến đến với chương trình Tiếng Hát Hậu Phương được phát hình trực tiếp mỗi tối thứ ba trên làn sóng 2078 của Hồng Việt TV. Chương trình sẽ được phát lại 11 giờ đêm nay, 9 giờ sáng thứ tư và 5 giờ chiều thứ bảy. Chương trình này cũng nhằm mục đích giúp đỡ những người trẻ hiểu biết thêm về hình ảnh oai hùng cũng như sự chiến đấu anh dũng của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Tiếng Hát Hậu Phương hy vọng sẽ là một nhịp cầu để chúng ta có thể ôn lại những kỷ niệm vui, buồn, những mất mát chia ly trong thời chinh chiến. Khi tiếng súng còn đang rền vang trên khắp nẻo đường đất nước, đã có những chàng trai rũ bỏ sách đèn, lên đường bảo vệ non sông, cũng có những tiếng hát cất lên cho những chuyện tình dang dở. Tiếng hát của những người em gái hậu phương gửi đến cho những chàng trai nơi tiền tuyến là những tình cảm dạt dào thấm đẫm thương yêu, những con tim thổn thức nhưng tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Tiếng hát hậu phương rất mong đón tiếp quý vị cựu quân nhân, những người vợ lính, người yêu của lính đến với chương trình để chúng ta cùng nhau chia sẻ hàn huyên tâm sự những kỷ niệm vui buồn thời chinh chiến. Các hội đoàn có những buổi tổ chức liên quan về lính cần phổ biến, xin email về tienghathauphuong@yahoo.com. Quý vị cũng có thể gọi điện thoại trực tiếp vào để chia sẻ với chương trình qua số điện thoại 714-933-7877. Kính thưa quý vị, hôm nay Tiếng Hát Hậu Phương trân trọng giới thiệu đến quý vị một nữ ca sĩ. Cô đã từng có tên tuổi ở trong làng văn nghệ Việt Nam rất nhiều năm và được quý khán thính giả khắp nơi yêu mến. Chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị nữ ca sĩ Kim Loan. Kim Loan xin kính chào. Trước tiên là chào Phương Hồng Quế với lại Trang Thanh Lan. Và Kim Loan hôm nay được hân hạnh làm đến với quý vị trong chương trình Tiếng Hát Hậu Phương, không phải đúng không? Dạ. Kim Loan xin gửi lời chào đến tất cả các anh em quân nhân, cựu quân nhân và nhất là các người yêu của lính. Dạ, chúng em cùng xin gia đình của các anh chiến sĩ. Dạ, chào chị Kim Loan cũng như chào nghĩa sứ. Hôm nay thấy chị Kim Loan sao mà làm dấu dữ vậy? Lâu quá mới gặp được chị vui quá hả? Dạ. Nó đeo mắt kính vậy. Chị đi xa lắm đó, từ Âu Châu bay qua đây đó. Từ ở bên Đức đi qua đây, thưa chị, qua đây hồi nào thưa chị? Qua đây cũng được 2-3 ngày nay thôi. Hình như 2 ngày. Yeah. Ngày nay ngày thứ 3 đúng không? Em thấy chị mệt lên lắm. Facebook. Yeah, còn đang mệt lắm. Đương nhiên một chuyến đi dài như vậy thì phải mệt rồi thưa chị. Và cũng như khán giả, cũng như các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa chắc đang muốn biết chị Kim Loan, gia đình chị có ai là lính Việt Nam Cộng Hòa không thưa chị? Thì kính thưa quý vị, cũng như kính thưa Trang Thanh Lan cũng như Phương Hồng Quế, gia đình nào ở Việt Nam thì cũng là cũng phải đi lính hết. Loan trong đó thì Loan có ông cậu thứ năm Loan, thì ngày xưa cũng làm trong tâm lý chiến. Rồi cậu thứ sáu thì đi không quân thời gian, rồi sau đó thì giải ngũ và đi qua bên Đức đi du học. Cậu thứ bảy thì là đi du học luôn từ hồi năm 63-64. Vì thế Loan mới có hai người, một người cậu thì bên Đức, và cũng từ đó Loan qua Đức với cậu Loan đó. Rồi bên Mỹ này thì bây giờ cậu thứ bảy cũng làm giấy tờ cho Loan qua, nhưng mà cũng không có dễ dàng, mỗi lần đi qua đi lại không có dễ. Bây giờ cũng chưa nhưng có mà làm sao. Và người cậu thứ chín thì cũng đi không quân. Wow, cậu nhiều. Dạ. Tất cả 5-6 cậu. Anh Hai Loan thì có một người anh rồi. Anh Hai Loan cũng đi lính bộ binh thôi. Nhưng mà chị Loan có thể cho khán giả biết là cậu chị Loan hồi xưa là đi lính gì? Em được biết là cậu chị Loan hồi xưa là cấp bậc cuối cùng là trung tá Nam, là anh Nam đó. Phải không chị? Thì mới đầu chắc đi sĩ quan Thủ Đức. Xong sau rồi có một thời gian thì huấn luyện gì trên Đà Lạt. Xong rồi sau đó thì về tâm lý chiến và làm việc cho mấy cái đài phát thanh này kia. Trung tá Nam hiện đang ở đâu thưa chị? Ở bên Houston. Chị có thể nói tên của cậu cho rõ họ tên luôn, để nhiều khi là có những người bạn của cậu đó muốn thăm cậu đó thì có thể qua chương trình này có thể thăm cậu Nam được. Cậu Nam có nổi tiếng lắm á chị. Thiệt ra gia đình Loan thì tên thì dễ hiểu lắm, tại vì không có cái gì bí danh nữa. Ví dụ như là cậu Năm tên là má Loan thì tên là
Ba lần thứ ba thì tên là Nguyễn Thị Ba. Rồi vị thứ tư thì vị thứ tư tên là Nguyễn Thị Tư. Rồi cậu Nam Loan thì tên là Nguyễn Văn Năm. Sao tụi em cứ kêu cậu Sáu Nam vậy? Trung tá Nam. Để nói cho nghe, xong cậu Sáu thì tên là Nguyễn Văn Sáu. Cậu Bảy tên Nguyễn Văn Bảy, bà vị Tám tên Nguyễn Thị Tám, cậu Chín, cậu số Chín tên là Nguyễn Văn Chín. Tại sao như vậy? Tại bà ngoại đó, bà ngoại là tên Nguyễn Thị Xuân, cậu ông ngoại tên là Nguyễn Văn Đăng. Thế nhưng mà nghĩa là bà ngoại tức lắm, tại vì thí dụ nó phải kêu kêu theo thứ của ông ngoại, là ông ngoại thứ chín, thí dụ kêu chị chín hay cô chín vậy đó, thì nghe nó lịch sự. Họ cái nhà họ kêu bà ngoại bằng cái gì con xuân gì đó không biết. Bà ngoại tức quá, bà ngoại nói nó dám hỗn, bây giờ tao đặt tên con tao đó, tao đặt cho nó thứ hết là tự nhiên mình không có hỗn thì cũng không hỗn được. Thế là bà ngoại, ba bốn năm sáu mười tám chín trời trời. Hồi xưa chị Loan đi hát, má hay đi theo để lo lắng cho chị, thương bà ghê. Dì ba, dì ba đó. Dì ba, dì ba đó ha. Thì bởi vậy. Mà hồi xưa đi hát ngộ chị Loan ha. Chị em mình hồi xưa đi hát đó, em thì ba đi theo tò tò. Còn chị Loan đi đâu thì má theo. Không có hở một phút nào đi không có má. Ha chị ha. Thì bởi vậy đi, nói thiệt á, tới chừng mà đi, đi muốn đi restroom đi cũng không được, bà cũng đi theo. Cho tới ngày mà Loan đi lên, lên đi ngoại quốc, đi ra ngoại quốc luôn thì bà mới khỏi đi theo chứ còn. Trời ơi, một giây bà đứng ngoài trước rồi bà ơi. Loan xong chưa? Loan xong chưa bà ơi? Không mà nhờ có má đó chị ơi, không có má là mình cũng không có. Bà gọi là dĩ bất gần mà. Dạ, dĩ bất gần. Bà tại sao? Gái rượu, gái rượu. Gần. Gái rượu. Gái rượu, gái rượu. Gái rượu. Bác gọi là. Đâu ai chịu bà dĩ bất gần. Bác gọi là con gái rượu đấy. Gái rượu, gái rượu. Lấy ba mình bắt thì. Gái rượu, em thì ba em, chị Loan nhớ không, đi hát mỗi lần đi thì ba em ngồi xe, còn má chị Loan ngồi xe đi theo, ba ngồi xe má chị đi vô. Thực ra thì một phần thì mình nghĩ là một mình cũng biết giữ mình. Thế nhưng mà điều có những cái điều mà có thể nếu mà mình nghĩ nếu má mình mà không đi theo cũng có thể bị một vài cái điều mà không có không có gì đó, không có không có dự không biết trước mà bị sao. Dạ đúng rồi. Thế đó, có má mình đi cũng chắc ăn thiệt. Dạ chắc ăn chứ. Với là hai là má Loan nó thường thường không có đi không đâu. Còn dạy Loan đủ thứ là nhìn người ta đó làm sao. Ví dụ như bây giờ nhìn người đó có một mắt một mí thì người đó có tốt không? Hay là giải Loan nhìn đủ thứ người hết, thành thử ra nhiều khi giờ vậy mà chị nhìn chúng không? Gì? Nhìn chúng không? Thì má dạy đường của mình thì mình cũng vừa vừa thôi. Chứ mình có làm ngã không? Má dạy đường mình làm ngã. Má dạy đường làm ngã. Không có làm ngã. Má hiểu được cái yêu anh này mình. Thì không phải là một đường ngã. Mất một ý đi kiếm, mất một ý yêu mới chết. Thì cái đấy cũng là chuyện thường chứ vậy. Thế nhưng mà điều nói chuyện là mình muốn gặp ai đó, mình thấy tướng, thấy mặt, thấy ấy gì đó thì mình cũng biết. Mà không biết đâu, má Loan biết, mỗi lần dậy thì cười cũng chết. Thì mấy bà già xưa của mấy má hồi xưa. Má mình cũng dạy nhiều cái rất là hay á chị. Thì bởi vậy. Thấy có con nhỏ kia, mỗi lần mình nói gì mình nói má tao dạy tao vậy đó. Cái đó thì xin lỗi chị Loan nha. Cô ba dạy chị Loan hay thì hay, mà cô ba có đâu làm vậy vậy, tao nói tao không cần biết, miễn là má tao dạy sao tao làm vậy, mình cứ nói luôn sao. Cái chuyện ngày xưa thì mình vui. Những giây phút ngày xưa của chị Loan đã qua rồi, rất là vui thưa quý vị. Và cũng như là chắc khán thính giả cũng đang muốn biết chị Loan đi hát từ năm nào thưa chị? Học hát thì là nhớ năm đó là học lớp 3, lớp gì vậy đó. Tại vì tại sao phải lớp ba lớp gì, tại vì lớp nhất á là tự nhiên có thi nhạc, có nhỏ kìa nó hát không có được gì hết, mà mình thì mình giấu, mình không có nói mình học hát biết hát gì hết. Trời ơi, nó hát cái gì coi sao quên hát bài gì nè, mà nó hát lát giọng hết đội trừ, mà tại nó cứ làm luôn tụ tì thì nó cô giáo cho nó 8 điểm. còn mình nhát quá thôi, mình im luôn hết hát, thế là cô không có cho điểm, thì cô cho điểm ít hay là không cho điểm gì quên rồi. Đó thì mới nhớ là tại vì mình nhát, và mới nhớ là trước đó mình đã đi học từ hồi lớp ba lớp gì rồi lớp nhất, rồi cho đến năm một ngày, nghĩa là khi mà rồi khi anh hai cho đi thâu đài á thì là hát mấy cái bài như là Nước Việt Thân Yêu, Tôi Yêu Nước Việt của tôi đó. Nhưng mà anh hai là ai thưa chị? Anh hai là anh thầy anh hai là thầy Nguyễn Đức của chị Loan. Đó, đây là thầy con cậu Long. Cậu Long là thầy. Còn chị Loan với Quế, với Chu Hoàng Oanh này kia thì là cùng thầy.
với lại Thanh Lan nữa thì cùng thầy em học nhớ chị ngồi ghế của anh Nguyễn Đức dạy đó, cái bàn dài đó chị, hai chị ngồi cái ghế trên đầu đó. Chị Loan tới hai người thầy là anh hai Nguyễn Đức với là chú Tùng Lâm ra chạy qua chạy lại, chú Tùng Lâm thì thiệt ra nó không có dạy nhạc mà cũng lâu cả lắm, thương chị Loan cứ mời chị Loan đi hát nhiều lắm, đưa coi như Lan xê chị Loan lên em nhớ chị Loan ngồi cái bàn đầu đó, cái anh hai dạy, anh hai ngồi chính giữa nhớ không, cái bàn như vậy nè, anh hai ngồi cầm cái đờn chính giữa, anh hai Nguyễn Đức á, hai bên học tròn hai bên, thì em nhớ chị Loan ngồi chỗ này nè. Chị Loan á là có cái tật đi học á, đi học trong trường cũng vậy, cái leo lên trước ngồi để nghe cho nó rõ. Mà chị cao mà chị ngồi trước là phải vô lý cho mấy em lùn như em đâu có, chị đã cao rồi chị ngồi trước, chị dành ngồi anh hai trước dạy đó. Thì anh hai dạy vậy chứ bộ. Thì mình người lúc mà ca thì mình dựa lưng vô con ghế. Bây giờ mình nhớ anh hai cái gì ha, anh hai mất sắp được một năm rồi đó chị. Trời anh ơi. Hai mất ngày 25 tháng 5. 25 đến tháng 5 vừa rồi. Không thể tưởng tượng được. Thì sắp tới một năm rồi. Trước khi đó là chị Loan có gọi điện thoại cho anh hai đó. Nói chuyện anh hai nói chuyện như thường à. Rồi anh hai về Việt Nam, anh hai bệnh quá về, anh hai mất Việt Nam. Và chúng tôi cũng đang nhắc đến một người thầy mà đào tạo rất là nhiều ca sĩ nổi tiếng, cũng như là chị Hoàng Oanh, rồi chị Kim Loan, Phương Huệ Tâm, Phương Hồng Hạnh, một lò họ Phương là của nhạc sĩ Nguyễn Đức, thưa quý vị. Dạ thưa chị Loan, bây giờ em nghĩ là em đề nghị chị hát một bài, chắc quý khán giả cũng đang mong muốn chị Kim Loan. Dung nhan ấy đã thấy rồi nhưng mà tiếng hát ấy bây giờ ra sao? Thì bây giờ em có thể mời chị hát một bài để tặng quý khán giả cũng như các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa không thưa chị? Một cái bài hát mà bài chị... Bài gì? Cái bài mà chị... Không, em biết là bài chị hồi xưa khán giả rất là thích, là cái bài Gõ Cửa đó, cũng bài về lính đó. Thì em mời chị hát cái bài Gõ Cửa đó đi, cái bài đó là cũng như là dấu ấn của chị, một trong những bài hát mà chị nổi tiếng đó thưa chị. Thôi thì nghe lời mấy đứa. Dạ. Gõ cửa đi chị. Lâu nay chị Loan đi đâu cũng bị người ta kêu căn nhà ngoại ô, mà lâu lắm rồi chị Loan chưa bao giờ hát bài Gõ Cửa. Dạ. Lại Gõ Cửa chị hát hồi xưa ở Đại Nhạc Hội Quốc Thanh á, chị hát là khán giả vỗ tay dữ lắm, em còn nhớ không mà. Phải em đâu mà nếu có lần luôn đó. Bữa nay cũng hát giống như Đại Hội Quốc Thanh nha chị nha, chị sống lại Đại Nhạc Hội Quốc Thanh chứ tụi Loan nữa tổ chức rồi. Dạ, đó chị có y như hồi xưa chị hát sao giờ chị hát vậy đi. Em mời chị đứng lên. Sầu thương đổ bờ mi, luyến ái làm chi sẽ khổ lắm anh. Đêm là mùa thu vương đổ bên thềm, khi sơn hạ nhiều nỗi điêu linh, đôi bờ đôi ngả phân tranh, nói chi nhiều đến chuyện chúng mình. Đêm nay ngoài xa miệt mơ, nằm đây ôm chiếc ba lô, thấy đời như cãi. Niềm vui là kiếp sống tung hoành, là chiến đấu cho mình và mong mối tình đẹp xinh. Nếu biết rằng tôi đã bỏ cô khoác áo đời trai bình lửa lên đường, tôi tin rằng người ấy thêm thương, vui lòng cho kẻ phong sương, dân thân miền xuôi.
xa trường. Đêm nay rồi người ấy ra sao, vui buồn thương cảm bao nhiêu, nói chi nhiều đến chuyện trông. Loan còn chóng mặt vì chuyến bay dạ. Chuyến bay dài cho nên với lại chắc cái chỗ này nó vướng cái chân của con. Không, mà live show, live show nó vậy chị vui. Cái này nó tự nhiên dạ. Mà hên là Loan cái gì đó Loan đỡ chị đó chứ không thèm sợ chị. Em nắm tay chị thấy nhỏ không, thấy nhỏ nhỏ mà có vỏ. Cái hôm nay chị em mình vui cũng xin phép mình xin dạ, lỗi quý vị khán giả thôi. Dạ. Chị hát chị mới cần. Rất cảm ơn chị. Em nhớ hồi xưa em chưa đi hát, lúc em còn đi học, mà mỗi lần đi học đi ngang nhà chị Loan, em đi học về á thì cứ đứng trước cửa nhà, cái em bấm chuông cái má đi xuống. Mà hỏi con làm gì con kiếm Kim Loan hoài, nó dạ không, con ái mộ xin chị Loan tấm hình. Em nhớ hoài. Ở đường nào ở đường nào Trương Tấn Bửu. Đường Trương Tấn Bửu. Xong em đi học về là cứ lại lại nhà chị Loan thôi, rồi cái má mới lấy tấm hình. Cái chị mới đi xuống, chị nói ồ em tên gì, nó dạ em tên Liễu. Rồi sau đi hát gặp chị Loan cái chị Loan nói chị nhớ em lẫn Liễu không? Hai chị em từ đó thân luôn đó. Yeah. Rồi đi hát đủ thứ nơi, hát đâu theo chị Loan ngủ chị Loan. Hai đứa đừng còn kêu Phương Anh nằm bên ở đây nằm bên. Phương Anh bây giờ ở đâu hả? Là Phương Anh là Houston. Nghe nói Houston mà chắc tìm đâu cũng khó. Ủa mình có gặp chưa ta anh nhở? Không chứ như mình đi hát mình có nghe ai cho số điện thoại hay có, gì đó Phương Anh phải không? Em có số của Phương Anh nhưng mà gọi thì Phương Anh đi làm tối mới về. Dạ, tối thì kêu được hả? Dạ. Có thời chủ nữa, thử nữa. Trang Nghi Biến ha. Trang Nghi Biến, Phương Anh. Nhưng mà em với Phương Anh là gần với chị Loan nhiều. Là hai đứa là cái thương chị Loan lắm, tôi nghe. Bởi vậy chị Loan gặp anh gặp này qua đi chị Loan mừng quá trời. Mà rồi tại vì ở xa quá cho nên không có yeah. Không có gặp nhau được thường. Dạ. Nhưng mà ngày xưa đó em nhớ là chị Loan cũng có đi hát tiền đồn các nơi, hát cho lính rất là nhiều. Chị có nhớ những cái kỷ niệm nào chị đã hát, từng đi hát qua cho những cái đơn vị nào, thưa chị nhớ kỷ niệm nào không chị? Thiệt ra đó thì lúc mà Loan chưa có được đi hát lắm nữa, tức là khi mà học anh hai cho tới khi năm 16 tuổi thì là anh hai cứ mỗi lần mình đi thi thì anh hai bắt phải đem giấy cho mẹ cái tên vô mới được. Tại vì đi thi ta học mấy tháng trời, ta ngồi nhà ta học bài đi thi, cái vô phải đưa giấy cho mẹ. Rồi kêu má ký thôi, bà làm khó làm dễ, bà giữ thấy bà đi. Bà không ký vậy rồi sau đó bà cũng ký. Ký lần sau ta tức quá, ta bàn ký lấy mình coi mới không xin. Nhưng mà tự ký luôn. Nhưng mà ký một lần vậy rồi sợ chết người, đâu có dám ký lần nữa. Lần thứ ba nó đi thi, một lần thi trung học mà thi tối tại một xong thi tại hai, không thèm ký nữa, nghỉ luôn. Thành nghỉ luôn ở nhà. Thì lúc đó khi mà nghỉ như vậy đó là coi như là không ra ngoài anh hai học nữa. Anh hai cũng không biết tại sao. Thế rồi đi thì bỗng nhiên đang có một người ông thầy bói, ông đã nói trước rồi, ông nói tự nhiên là lúc 17 tuổi là cuộc đời tự nhiên sẽ đổi hết. Thì đâu mà nó có nhiều tiền lắm, mà mình nói làm gì nhiều tiền mà ở đâu. Đầu năm cái đi kiếm thầy bói coi mình chờ gần chết, tới chừng leo lên cái lầu của cái bà thầy bói Phú Nhuận đuổi xuống không có khỏe để đi về. Cứ vậy mà tức quá, tức là mình coi như là tại mình đúng nóng ruột đầu năm làm vậy. Ai về đâu, khoảng chừng tháng 3, tháng 4 gì đó đi ra ngoài cậu năm Loan chơi ở ngoài Tâm Lý Chiến đó. Cậu năm mới nói là, cậu năm mới giới thiệu nó đi với dì Tám nữa. Cậu năm nói là, đây là cháu Moa, còn đây là thiếu tá Thọ. Chào thiếu tá Thọ đấy con, đâu biết thì mình chào một cái. Cái ông Dụng đó, năm này có cháu đẹp mà giấu ta. Ông nói là cho ông mượn đi để quay trên đài truyền hình gì đó, lúc đài truyền hình mình mới ra thôi. Thành thử ra không có cái gì hết trơn trọi, không, làng sống không có, mà người trên đó giới thiệu chương trình cũng không có ai đẹp. Số 7 đó chị, chắc số 7 thì sát đường thi sách. Đâu có biết gì đâu. Thành thử ra ông hỏi chị Loan có đi không? Cái năm hỏi chịu không Loan? Quay thì quay chứ. Rồi cái tự nhiên ngày sau mới biểu là dì Tám đi với Loan ra ngoài chỗ qua bên sở thú đó,
Cái tự nhiên ông đó ông xài một cái ông lính đó, cầm cái máy đi quay quay quay, bắt mình đi hoài đâu biết đi đâu, phiền quá trời ơi. Ê đó, trời ơi, kìa có con chim kìa, nó đang đậu chỗ đó kìa. Đó, mình chỉ lung tung cả, mình đâu biết gì thì làm lại vậy. Lúc đó chị 7 tuổi hả? Không, 17. 17 à. Cái rồi ông đó ông thấy vậy, cái tự nhiên ông về ông coi lại cái phim, cái ông nói à, cái cô này có khiếu. Thì cái ông ấy lúc mà đi về nhà, thì, lúc về thì ông phải đưa về, tại vì bận đi thì đi bằng taxi. Cái ông hỏi là con tên gì? Con nói là con tên Loan. À không, không, cái ông biểu cho con, ông nói là thôi, thứ tư này con đi ra ngoài đại quân đội đi. Thì đi thứ tư ra đại quân đội đâu biết ông làm gì đâu. Vừa ra tự nhiên cái một đám người đang ngồi dưới đất, cứ cúm đầu cúm cổ vậy. Mình chẳng hiểu gì cả, ngồi dịp thấy kìa, tự nhiên ngồi dưới đất, chị gì không hiểu. Như vậy, xong tới chừng một lát họ thấy đèn sáng lên, cái rọi lên cái thì mấy cô đã bước lên cái bục để đọc cái gì các em chiến sĩ thân mến đó. Thì thế cho nên chị Loan mới ơi đọc gì mà thiệt ghê, rồi còn làm gì rồi nghĩ như bố mình nghĩ vậy. Xong hỏi tới bên chị Loan, họ cũng đưa tờ giấy nãy giờ đâu biết gì đâu, ngó qua lại, xong leo lên đứng đại cái không làm cái bấm cái mở ra. Thì chị Loan đi, chị Loan đọc như thiệt á, chị Loan đọc về các anh chiến sĩ thân mến thì kia, cái gì cũng biết nữa, rồi hết đi về. Đâu có biết cái bữa đó là bữa người ta thi tuyển lựa sứ quân viên. Tự nhiên bữa mình ra rồi bữa đọc thôi. Cái hồi đi về cái ông hỏi con tên gì, con nói giờ con tên Loan. Cái gì Loan? Con nói giờ con tên Kim Loan. Thế nhưng mà tên Kim Loan là tên thiệt của chị Loan. Còn nếu mà biểu tao mà nói lấy hiệu gì hay đi đâu hay đi ca gì đó cho tao lấy tiểu tên khác. Thì chị Loan ghét cái tên Loan lắm, cái tên Kim Loan của chị Loan xem nó kéo quá, nó kỳ quá. Chị Loan cứ thấy tên gì thương hay là Diễm hay gì đó không biết thì chắc vui rồi. Đó là bắt đầu câu chuyện là lên nhiên, sân khấu đó. Tự nhiên tối đó ông viết luôn cái tên mình là đây Kim Loan, em cái anh chia sẻ lại với mình đó luôn. Thế là chị Loan bị dính cái tên đó. Cái tên Kim Loan nó dính liền với chị luôn. Rồi hôm đó là chị chưa có hát hả chị? Chỉ làm đài truyền hình thôi. Sứ ngôn viên hay là hát chị không? Sứ ngôn viên. Rồi cái gì trong đó thì quen với chú Tô Kiều Ngân. Thì chú Tô Ngân bắt đi qua bên bên đài của chị Thẩm Thế An đó. Chú Ngân cho ca bài này bài kia tùm lum hết trơn trọi. Chị nhớ cái bài đầu tiên chị hát là bài gì không chị Loan? Nhớ không? Đừng sầu đừng trách nếu ai hận hờ. Cho nhau lời nguyện cầu. Cho nhau lời nguyện cầu. Mạnh thương hả chị hát? Ai đã lạnh lùng, ai đã giận hờn. Chị ơi em xin phép chị nha, có lời chia sẻ với chị đây. Trang Thanh Lan xin phép được đọc cái lời chia sẻ của chị Thu Hà gọi từ Virginia. Chị là khán giả trung thành của Hùng Việt TV. Xin kính chúc chị Trang Thanh Lan, Phương Hồng Quế, Kim Loan và Nghĩa Sửa luôn khỏe và trẻ đẹp. Xin yêu cầu chị Kim Loan hát bài Căn Nhà Ngoại Ô. Chị thích và mến chị Kim Loan hát bài đó từ xưa đến giờ. Cảm ơn Đài Hùng Việt đã có chương trình hay. Kính chúc Đài Vạn Sự Cát Tường và có nhiều chương trình tốt để phục vụ cho bà con. Cảm ơn chị Thu Hà rất là nhiều. Chị sau ơi, đây có lời chia sẻ nữa để mình đọc. Sau đó đi. Là chị Loan hát Căn Nhà Ngoại Ô đi. Có lời chia sẻ của người lính già ở Tennessee. Chào người lính già. Mấy bữa nay ở đây mưa lụt nhiều quá. Làm nhớ đến mưa Sài Gòn. Người lính già yêu cầu ba cô hát bài Thà Như Giọt Mưa. Gửi lời chào hai cô và Kim Loan cùng Nghĩa Sữa. Dạ cảm ơn người lính già. Nhưng mà bây giờ em xin phép để mời chị Kim Loan hát theo lời yêu cầu của chị Thu Hà đi. Căn Nhà Ngoại Ô nãy chị cái bài tủ của chị đó. Thì bây giờ Kim Loan xin cho bài ca khúc Căn Nhà Ngoại Ô. Chưa nghĩ đến mai sau
dặm ngàn sóng gió, biết sao nàng vui dân thân trên bước đường. Tôi đứng nghe gió lạnh giữa màn đêm, thường xé nát con tim. Anh ơi, trái đất vẫn tròn, chúng mình hai đứa sẽ còn gặp nhau. Anh ơi, trái đất vẫn tròn, chúng mình hai đứa sẽ còn gặp nhau. Loan hát nhớ một thời kỷ niệm ở Rạp Quốc Thanh quá. Lúc nào người ta cũng yêu cầu hát cái bài, khán giả cũng yêu cầu chị hát bài này. Sau đây là lời chia sẻ của chị Thanh Châu gọi từ Oregon. Xin yêu cầu chị Phương Quế hát bài Đồi Tím Hoa Sim. Chắc những đồi hoa sim quá hả? Chắc những đồi hoa sim mới hát bài đoạn. Đồi Tím Hoa Sim thì không có cái tựa bài đó đâu. Chắc là những đồi hoa sim hát một đoạn nha. Đồi Tím Hoa Sim. Không phải tựa đề hộ, tựa màu tím hoa sim, thơ Hữu Loan. Cái hát ra những đoạn hoa sim nên cũng là sim. Hát đoạn nha, La Thứ. Những đồi hoa sim ơi, những đồi hoa sim, tím chiều hoang biển biển. Vào chuyện ngày xưa, nàng yêu hoa sim tím khi còn tóc búi vai. Mấy lúc sông pha ngoài trận tuyến, ai hẹn được ngày về. Rồi một chiều mây bay từ nơi chiến trường đồng băng đó, lần ghé về thăm sông, hoàng hôn tắt sau đồi. Hát một đoạn mà không có đã chút nào đó. Cái bài bè ruột mà tự nhiên bị ngưng nửa chừng, tối quá chừng. Nhưng mà thôi xin phép lần quý vị khác đi, hát nguyên dạ thôi để kỳ tới đi quý vị. Xin phép quý vị cho chị em chúng tôi tạm ngưng trong giây lát để mời quý vị xem một số thông tin thương mại của đài. Anh vui xa trường cho lòng em nhớ thương, cho em cả bài tiếng hát hậu phương. Vendor Direct Sale. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Hồng Việt TV. Kính thưa quý vị, chương trình tiếng hát hậu phương được đặc biệt bảo trợ bởi công ty điện tử Teletron. Teletron có rất nhiều chi nhánh trên khắp các tiểu bang Hoa Kỳ, một nơi chuyên bán những vật dụng điện tử như TV, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, bàn ghế, tủ giường, nệm đều được làm tại Italy. Đặc biệt nhất vẫn là chiếc ghế massage vật lý trị liệu hiệu Inada được làm chánh gốc tại Nhật Bản. Thời gian vừa qua, quý vị đồng hương sử dụng và rất yêu thích. Quý vị có nhu cầu mua sắm, xin vào trang nhà teletronusa.com. Quý vị cũng có thể gọi điện thoại vào với số 1877-892-6999. Và chương trình tiếng hát hậu phương cũng được bảo trợ bởi công ty Yến Thê Lê, một nơi đáng tin cậy vì Thê Lê Ý chỉ chọn những mặt hàng tinh chất, nguyên chất, không pha chế, không tạp chất, xuất xứ từ Indonesia. Người ơi chọn mặt gửi vàng, chọn Yến ngon tốt đến hàng Thê Lê. Điện thoại liên lạc 714-418-9788 hoặc vào thăm trang nhà theleyến.com. Vâng thưa quý vị, xin phép quý vị cho chúng tôi đọc một ít thông báo. Thông báo chương trình ca nhạc gây quỹ giúp người già neo đơn, những trẻ em mồ côi khuyết tật tại Việt Nam do Hội Từ Thiện Hoa Tình Thương và nhóm Hương Sang tổ chức với chủ đề Mẹ và Xuân Quê Hương, được tổ chức vào ngày Chủ nhật 3/4/2016 tại Unify Event Center 765 Story Road, San Jose, Bắc Cali vào lúc 2 giờ trưa đến 10 giờ đêm. Thành phần ca sĩ Mai Thiên Vân, Phương Hồng Quế, Tuấn Quỳnh cùng các ca sĩ địa phương, MC Thanh Tùng và Giáng Ngọc giá vé đồng hạng 20 Mỹ Kim.
Kính mong quý vị đồng hương tham gia, ủng hộ. Vé hiện có bán tại Paloma Cà Phê, Khải Hoàn Center. Mọi chi tiết xin liên lạc cô Diệu Minh 408-646-8485. Cô Diệu Minh 408-646-8485. Và sau đây là lời nhắn tin của một em gửi vô cho chương trình Tiếng Hát Hậu Phương. Thì Trang Tala và Phương Quế thấy mình cũng nên phổ biến cái tin này, biết đâu là em tìm được hài cốt của ông ngoại. Nhắn tin như sau: con tên là Ngọc Anh, năm nay 22 tuổi. Con viết email này xin giúp đỡ tìm ông ngoại, một tử sĩ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, hy sinh vào năm 1975. Ông ngoại con tên Trương Ngọc Thanh, sinh năm 1944, quân nhân sư đoàn 23 bộ binh thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa KBC 4024. Bắt đầu từ sau Tết âm lịch năm 1975, bà ngoại con nghe trên đài thông báo Buôn Ma Thuột thất thủ, thân nhân tử sĩ đến trụ điểm nhận thi hài của quân nhân. Hơn một tháng chờ đợi tại Quang Trung, đến đài liệt sĩ chờ đợi được nhận thi hài người thân. Từng cái tên tử sĩ một được nêu ra, biền biệt mãi vẫn không thấy tên người chồng xấu số. Khốn khổ thay cho một quả phụ nghèo, tuổi đời đôi mươi, mang bên mình năm đứa con nhỏ nheo nhóc bệnh tật, thân cô thế giữa lúc loạn lạc. Bà của con đành bỏ cuộc sau mấy tháng chờ đợi, ngậm ngùi trở về quê cha, một thân bươn chải nuôi dạy con thơ. Cho đến tận bây giờ, bà ngoại con vẫn đau nổi, đau mất chồng, xót cảnh lạnh giá thân thể của ông lưu lạc. Nhưng vì nửa đời người sống tránh né lo sợ, liên lạc với những người quen ngày xưa cũng từng là quân nhân không còn nữa. Giờ muốn tìm kiếm, ông không biết phải tìm như thế nào. Con mong rằng sẽ có một điều kỳ diệu xảy ra, mong rằng sẽ có người cùng sư đoàn nhận ra ông, mong rằng bác ấy sẽ nhớ lần cuối ông con hy sinh như thế nào, hài cốt lưu lạc tại nơi đâu. Mong rằng hội tụ đủ duyên lành được đưa ông về với gia đình sau hơn nửa đời người lưu lạc. Con xin chân thành cảm ơn. Liên lạc với con 0126 516 7488, 0126 516 7488. Cô Trang Thanh Lan, cô Vương Quế cũng như chương trình Tiếng Hát Hậu Phương mong là Ngọc Anh tìm được ông ngoại sớm và cũng như là được biết tin tức về hài cốt của ông ở đâu. Dạ vâng. Chúng tôi hôm nay xin được phép trở lại quý vị với nữ ca sĩ Kim Loan. Chị có một chiều dài đã ở trong giới văn nghệ rất là lâu và được quý vị thương mến rất là nhiều. Thưa chị, tụi em được biết là chị sang Đức là đi du học phải không chị? Dạ. Dạ, chị qua Đức năm nào thưa chị? Ngày 6 tháng 11 năm 1969. Ồ, tức nhiên là chị đi lâu lắm trước khi mà 75 mất nước. Dạ, đúng rồi. Dạ. Em nhớ chị có về thăm quê hương hả, trước 75? Chị nhớ, em nhớ chị có về. Đục về rồi. Dạ, đúng rồi. Gặp nhau giỡn quá chừng. Dạ, đúng rồi. Dạ, mà chị qua Đức thì chị sinh hoạt thế nào chị? Chị có thể kể đời sống của người Việt Nam ở bên Đức, văn nghệ bên đó sao không chị? Hồi mới đầu qua đó thì là nó có cậu Sáu là bên đó. Dạ. Thành thử ra đi qua xong cậu sáu là đàn ông thì có một cái phòng nhỏ lắm, cái phòng ký xá sinh viên đó, nhỏ xíu là ở trong đó thôi. Mà lo qua cũng tại lúc xin đi đâu có dễ đâu, chờ hoài cực, thấy mồ đi tới chừng người ta được giấy đi thì lẹ thiệt lẹ, không kịp báo tin cậu sáu nữa, đi đại qua, trời đất ơi, đi tới phi trường xong rồi cái cầm theo còn mấy cái non lá tại vì sợ bên em cứ non lá để chơi rồi cầm đồ tùm lum đó. Vậy hỏi tiếng Anh, hỏi người ta là tôi muốn đi về địa chỉ này là đi cách nào, cái họ nói cô có thể đi bằng xe buýt hay là kêu taxi đi. Taxi thấy tốn tiền đó, kêu xe buýt tính vậy. Hồi tôi đi kêu xe buýt, ông nói theo tôi đó, thì ông đó là người Đức, ông nói tiếng Anh, theo tôi cô đi nên đi taxi là hơn. Thôi kêu taxi, ngồi trong đó vừa sợ vừa run, nhìn hai bên đường. Thiệt ra thì cậu Sáu là ở Cologne, cái phi trường thì cũng là phi trường Cologne, nhưng mà điều nó cũng chạy với một đoạn, phải không? Mình Đức buồn thấy mà. Nhìn hai bên sân nhà nó giống hệt nhau, mái nhà cái gì cũng giống nhau. Thôi không biết làm sao. Vô cái về tới đúng địa chỉ của Sáu rồi, không có ổng. Đứng nó chờ gần chết. Cái ông mới chạy, ông chạy vô. Ông đi về, ông nói kiếm lắm. Tại sao mày đi mẹ ông báo cáo lên. Thì bây giờ đâu có kịp đâu, người ta cho sự vụ lệnh thì con đi liền, đâu có kịp đâu, báo cáo mà sao gì đâu.
Bây giờ tối nay tao đâu có biết cha mình ngủ đâu, đâu có biết nè. Thì bây giờ á, nghĩ hoài hồi hôm nay ông kêu con bồ của cái thằng bạn của ông á lại đó ngủ với nó, rồi mình thì lấy phòng ngủ của cái phòng của con vợ con bồ nó ngủ. Thì mà đều mỗi đêm cứ gửi một con nhỏ rồi đuổi nhỏ kia đi cứ vậy hoài tới lúc nào. Còn sáng nay rồi đã vậy cũng chưa, mình đã khờ khạo đã không biết cái gì. Cái mình nói, cô Sáu ơi, ở đây không có ai Việt Nam hết rồi cô Sáu. Có sao không có? Sao con chưa thấy ai là Việt Nam hết trơn vậy, toàn là người Đức không à? Cái băng mặt mày ngu như vậy, tao đâu có ngờ mày là ca sĩ gì mà mày ngu quá trời quê đất, mày không biết gì đó trời này. Tao gặp mày tao còn cười mày đó. Thì mấy chị Lan nhỏ lớn cần ngớ xuống ngay. Anh hai đặt chị Lan là cứu ơi gì gì đó. Yeah. Chị Lan mày còn khùng hết mà. Không. Anh hai kia đang cho chị Loan mày còn khùng hết. Nhưng mà mấy chục năm gặp lại chị cái dẫn lối nói chuyện. Dạ. Là hồn nhiên của chị rất là hồn nhiên, giống hồi xưa em thích lắm vậy. Tại vì em tụi em khó tìm lại những cái hồn nhiên ngày xưa lắm chị. Anh tưởng ra cái rồi ngồi cuối cùng đó thì làm sao mới gửi cho chị Loan vô trong cái cư xá sinh viên. Yeah. Rồi cái ông đi ông mua đồ mua đạt ở trong đó nhiều lắm để nấu ăn. Mà mình thì đâu có biết nấu ăn hồi nào, đem theo một cái cuốn nấu ăn. Rồi xong cái đó để cái gì mì xào giòn. Mình dán nguyên cục thịt bò cô Sáu mình ra cắt hết trơn. Mà cái ông đó như chắc là tiền lắm. Mình thịt bò mà nó mắc gì hồi đó, chắc thịt bò mắc. Chắc thịt bò mắc, ai biết đâu, tôi cắt sạch bắt. Xong rồi kia ta lấy, ta thấy ông coi mấy cái đuôi gì đó. Thì nghĩ chắc cái này chiên luôn, cái nó phồng lên không. Ai già chiên nó cứ dẹp lép hoài. Nó không có phồng vậy, nó cứ nhắc rồi đó. Hồi khác luôn. Đâu biết sao mà lùa ra hàng đống vậy, cũng không sao mà làm bị sao giòn. Lúc đó chị mới nhớ tới má đúng không? Trời ơi. Tại má nhà là ăn. Má nấu ăn không mà, chị đâu có nấu đâu. Ở nhà nhà thì có nhiều người làm nấu, má cũng ít nấu nữa. Má đi với chị không à, người làm nấu nữa. Trời đất ơi, không biết sao về nhà đang chứ. Trời, con Sáu con chửi cho một mách quá trời là mày đó nghe không? Mày làm hứa hết câu tự bỏ của tao rồi, mày không biết nấu gì đâu mà mày cũng làm. Lúc đó chị học cái ngành gì vậy chị Loan? Gì? Chị qua học về cái ngành xã gì? Hội sư phạm học. Dạ. Tức là chị Loan tính thích giúp đỡ mấy người xã hội đó. Dạ. Thấy người ta nghèo này kia cũng giúp. Sao? Thì bây giờ mình rồi chứ mình nó có hai cái ngành ở trong đó, một là mình có thể dạy vườn trẻ, hai là mình có thể giúp mấy người xã hội, phải không? Thì đó. Mới tiếng Đức làm sao chị mà bắt kịp tiếng Đức chị chẳng đâu có vô đó. Cái là vài bữa thì là mình có cái trường người ta cho sẵn rồi. Thì cái trường đó cũng gần Okolon luôn. Thì chị Loan ở cái trường đó là trường nội trú. Dạ. Để mình học tiếng Đức. Dạ. Thì học chừng 2-3 tháng, 3-4 tháng là mình cũng khá rồi, thiệt là có gì còn đâu. Trẻ dễ học. Đâu có, trẻ dễ học. Nói tiếng Đức, nói tiếng Đức. Mình có nguyên cuốn sách thấy không? Mở chị nói vài câu tiếng Đức chị, ví dụ như là hôm nay em khỏe không thì nói sao chị? Wie geht es dir? Wie geht es dir? Dir là mày, là em. Người Đức đâu có em yêu anh thì nói sao chị? Ich liebe dich. Ich liebe dich. Khó hả chị? Khó học hả? Khó chị ơi. Đó. Tiếng Đức có bộ khó tiếng học Đức khó lắm. Thật ra thì cái phát âm của nó thì hơi khó. Nặng. Tức là nó nặng chứ, nhưng mà điều mình nói nặng quá thì ich liebe dich thì cũng chết cha nó. Thì thôi khi nào có cái chuyện em nó cũng nói em. Thành thử ra với lại muốn học cái đó thì vậy nè, cho nó kể nghe. Mình có cuốn tập cuốn sách sách toàn là tiếng Đức không. Rồi mình có cuốn từ điển. Cuốn từ điển Việt Đức. Thì ban đêm đó mình về mình phải tra hết mấy cái này. Rồi mình phải viết vô để biết cái bài này là cái bài gì. Rồi chút nữa văn phạm với lại thì ông thầy dạy sao nhưng mình phải biết. Ông thầy nói thì mình, ông thầy nói tùm lum mình có nghe được gì đâu. Ông cười thì mình cũng cười theo. nhưng mà bài học đó thì tới chừng đọc rồi tới chừng hồi cái nghĩa ra sao thì mình cũng biết rồi. Rồi ngày mai đó là trong cái bài này là có mấy cái bài văn phạm liền. Thành thử ra mình phải làm cái bài văn phạm đó qua đây. Rồi làm riết rồi nó quen đi. Thật ra chị mà chị đang học kỹ đến độ mà chị đang đi dạy tiếng Đức quá trời mà. Tức là nguyên cuốn sách tiếng Đức đó. Tức là nhuần nhuyễn lắm rồi. Nguyên tiếng Đức đó thì chị đang thuộc lòng như là cháu. Mà khi chị qua bển chị có nhớ nhà không chị? Nhớ má, nhớ kể nhà. Kể cho nghe đó, cái vụ đó. Trời đất ơi, ngồi tự nhiên đi. Cô Sáu lúc đầu cho ngồi trong cái phòng cô Sáu đó. Trời nó chán gì đâu thì cô Sáu đi học. Mình ngồi một cục quen con mình. Trời ơi, nhà cửa đàng hoàng thì không chịu ở. Tự nhiên qua đây ngồi chi cái cục gì nào không hiểu nữa. Không có giờ tưởng tượng ở thêm 2 ngày nữa chứ điện nói. Không có giờ tưởng tượng ở thêm 2 ngày nữa.
Tự nhiên ham đi nghe người ta ngoại quốc thì mình cũng ngoại quốc. Tại hồi đó chị Lan chưa đi hát thì ba chị Lan nói là... Ba chị Lan nói là con tôi là nữa tôi cho anh đi ngoại quốc. Tại ba của chị Lan, ba chị Lan làm sổ khoáng. Mà hãy chơi thân với mấy embassy hotel, rồi mấy người ông bà Nguyễn Trung tướng Nguyễn Hữu Có, rồi mấy người tất cả những người mà tai mắt mà lớn lớn ngoài Sài Gòn là bạn của ba chị Loan hết. Họ cho con học đi Thụy Sĩ, đi tùm lum thành ra vậy. Để con coi sau này thí dụ chị Loan cho con Vũ Bảo đó nó đi qua bên này thì cũng gần giống như là mình ở bên Âu Châu rồi mình cho con mình đi du học bên Mỹ thì nó mới quay. Mấy người khác nó bắt chước chị Loan. Lúc đó là du học là quay lắm đó. Thì đó thì nhà con nhà nghèo đâu đi được tới cha mẹ mà giờ mình lớn lên mình làm cha mẹ mình cũng tự nhiên mình cũng có cái cảm giác đó, có cảm giác là cho nó đi qua bên Đức, ở cho qua bên Mỹ đi để cho nó học cho nó khác hơn, phải không? Học hoài bên kia cũng đâu có gì, thành thử ra. Nhưng mà cậu chị Loan lại còn khó nữa là bắt bắt tụi này đi qua đây ở luôn, tại vì gia đình là ở đây hết. Dạ, bây giờ chị chỉ có nhà chồng rồi. Với lại bây giờ là chị có mấy cháu ở đây chị ha? Đó. Dạ, cháu Vũ Bảo, Bảo ở đây. Kỳ này chị Loan qua Mỹ, chị Loan có những cái show gì sắp tới không chị Loan? Thì thiệt ra đó thì như nói chị Loan cũng lâu nay lo nhiều cho mấy đứa nhỏ hơn là nghĩ tới cái chuyện đi hát. Thứ nhất thiệt ra thích lắm chứ không phải là không thích. Nhưng mà anh Minh đó, anh khôn lắm. Anh không có nói anh cấm Loan này hát. Nhưng mà mỗi lần đi đâu làm gì, thí dụ như ngày xưa mình cũng lên Cali hoài cái gì. Xong cái tự nhiên ông Sĩ Phú ông chết đi thì cũng cãi ổng thôi. Tự nhiên anh Minh nói cô lên đó bây giờ, cô lên đó làm cái gì? Ủa, giờ mình đâu có làm gì đâu. Nhưng mà kỳ này chị qua Mỹ á, chị có chương trình gì chị giới thiệu cho... Thì đó là cuối cùng xong sau đó thì là cái đi đâu là anh cũng cấm luôn cho đi. Thành ra bây giờ thì lâu lâu có ai mời hát thì anh mới được đi. Thì có Linh Vũ đó. Linh Vũ mới viết Facebook của chị Loan. Thì giúp mời chị Loan đi. Mà chị Loan lừa mãi mới được. Mới nói là có người ta mời tôi hát bên Mỹ đó. Đừng nhiều chuyện. Mời cái gì? Chị Loan có trả tiền không? Tôi nói chỉ như là có chứ. Rồi phải bay nó có buông, rồi diễn viên chứ. Hát mà không tiền, hát làm gì? Thì mời hát làm gì? Dễ được. Rồi đó kêu cũng nói vậy xong kêu mình từ từ vậy mà ông không thèm nhắc tới là bao giờ mình đi, thì nên mình hỏi Linh Vũ chuyện nào đâu. Linh Vũ ra là cuối tuần này là 20 tây là chị quay thì show đó hát Vũ. Cho Linh Vũ một show rồi. Nhưng mà cuối tháng là em với chị gặp nhau ở đâu? Ở Atlanta. Không phải hát cho Linh Vũ show vừa rồi là tình nghệ sĩ chính rồi đó. Thành ra cũng cho anh Minh coi một chút anh thấy cũng hơi được anh ít cái la hư. Thì kỳ này là tình nghệ sĩ 10. Xin tình nghệ sĩ 10. Thì ông cũng không có nói gì. Xong rồi mời cô đi thì trước khi đi cô không dám nói, mình đi qua tới đây ông hỏi cô đang ở đâu, tôi nói nhà Thanh là nhà con của cậu Năm chị Loan. Thì ông hết la. Sau rồi mới đi hát thì kỳ này hát cho tình nghệ sĩ 10 show của Linh Vũ ha. Là cuối tuần này đó phải không chị? Cuối tuần này. Ở đâu chị biết không? Chị biết nhà hàng nào? Quay không? Quay không ở đài KVOA. Quay lấy cái sân khấu của đài KVOA. Có ai chở cho Lan đi thì biết chứ không có biết. Thâu hình. Không biết đi cuối mình tháng đâu. Này là ngày 27 tây tháng 3 là Trang Thanh Lan và chị Kim Loan sẽ có mặt ở Atlanta, Georgia để làm một cái chương trình rất là hay của em Ngô Tiến Minh tổ chức, thưa quý vị. Nếu mà quý vị ở miền đó ở miền đó thì có post Thu. Có post cái poster lên chị. Và nếu mà ở cái vùng đó thì quý vị Thu, hãy tới ủng hộ anh chị em nghệ sĩ cũng như là chị Kim Loan với Trang Thanh Lan. Dạ vâng, sau đây xin phép quý vị. Như là còn ngày có một show nữa là ngày 19 tây gì đó. Dạ. Cuối tuần này chị Minh Tân hả? Dạ, Minh Tân tổ chức ở Kim Loan phải chấm nhà hàng điểm nữa ở quận Cam á chị. Dạ. Yeah. Dạ. Thì cũng phải chấm điểm thi cho mấy em thi tuyển lựa ca sĩ dạ, rồi. Dạ. Còn phải ca nữa. Dạ xin phép chị em có cái lời chia sẻ của khán giả gọi vào chị Trâm Anh ở Washington State. Chị xin hỏi có phải ca sĩ Kim Loan hồi trước có đi Đài Loan sống hay không? Chị đâu có đi Đài Loan phải không chị? Không, chưa bao giờ đi. Không phải, có đi chơi thì có chứ. Dạ. Sau này ham nghe thí dụ như đi về Việt Nam để mình ghé Đài Loan để rồi mình chơi cho đã rồi mình đi về bên Việt Nam. Đi chơi thôi. Dạ. Hồi xưa chắc Kim Loan đi lính. Ủa đâu vậy là càng không đúng nữa. Kim hồi Loan xưa nào? Kim Loan đi lính là nữ quân nhân chung với chị của cô Trâm, chị của Trâm Anh. Xin gửi lời chào đến hai cô Trang Thanh Lan, Phương Hồng Quế và Nghĩa Sữa.
Để chắc chị lộn chị Kim Loan nào chắc rồi. Chị lộn chị Kim Loan nào rồi. Chị Kim Loan là chỉ đi du học bên Đức thôi, là đi ca sĩ ở trước năm 75. Dạ, em cảm ơn lời chia sẻ của chị. Và sau đây là lời chia sẻ của anh Phương Lục gọi từ Arizona. 40 mấy năm rồi mới gặp lại ca sĩ Kim Loan trên đài. Kim Loan vẫn còn xinh đẹp như xưa, không bao giờ quên tiếng hát của Kim Loan và bài hát Căn Nhà Ngoại Ô. Nghe cô hát mà mát cả lỗ tai. Xin chúc Kim Loan có nhiều sức khỏe và chúc Đài Hồng Việt lúc nào cũng nhiều chương trình hay để phục vụ quý khán giả. Cảm ơn anh Phương Lục rất nhiều. Dạ vâng. Thưa, sau cảm đây ơn là... anh và cảm ơn các tất cả quý vị khán giả. Dạ, còn một lời chia sẻ nữa của chị Bạch Mai gọi từ Florida. Hôm nay chương trình rất đặc sắc, đã mời được ca sĩ Kim Loan, người mà chị rất là yêu thích từ hồi còn ở Việt Nam. Chị cũng xin yêu cầu ca sĩ Kim Loan hát bài Lẻ Bóng, hồi xưa Kim Loan mặc đồ lính và áo dài rất là đẹp. Dạ, còn lời chia sẻ nữa của chị Hồng gọi từ Louisiana. Trước hết xin chào ba cô và xin yêu cầu ca sĩ Kim Loan hát bài Hờn Dỗi hay là Dỗi Hờn. Dỗi Hờn. Rồi, giờ chị hát, giờ đi chị hát mỗi bạn đoạn nha. Chị hát cái bài gì? Lẻ Bóng trước đi chị. Lẻ Bóng trước đi chị. Lẻ Bóng. Chị hát Lẻ Bóng trước đi. Có người hỏi dạ, đúng rồi, đúng rồi. Dạ, chị ngồi được rồi chị. Hát đoạn được rồi chị. Dạ. Xong gì đó. Có người hỏi tôi tại sao chẳng mà hoàng hôn. Sao chị hát nghĩa theo? Sắp hết giờ rồi chị. Hát thêm thôi chị. Rồi đánh đi, đánh lại. Đánh tâm đô hả? Hoa xì. Có người hỏi tôi tại sao hay ca bài ca sầu nhớ hay ngắm trăng mà hoàng hôn ưa đi lặng lẽ trong những đêm gió mơ u buồn mà nghe cô đơn. Đừng trách tình riêng tôi, đời mấy người chẳng trong giấc ngủ thương cung thơ và đôi nước chính nhớ vậy là hay lắm rồi chị. Còn thương không, bây giờ Dỗi Hờn chị. Dỗi Hờn đi chị. Bây giờ Dỗi Hờn, Dỗi Hờn đi chị. Bây giờ bà Dỗi Hờn đang học xong em về đúng cô lẽ đánh thử xem. Chị ngồi được rồi chị. Chị ngồi học xong chị hát đi đằng nghĩa. Đang học xong em ngồi trong cô lẽ mong rằng đã người yêu bạn bè thấy thương thương để lần dần tan học xong em về trong cô lẻ mong sớm đón người yêu bạn bè thấy thương thương hỏi sao em còn đứng chờ ngoài công trường chiều nắng tắt vội vàng đường về kết hoa đăng áo tung bay theo chiều gió lộng con thủy con hồng nhìn em cười khẽ nói tôi biết rồi cô đang đón. Cảm ơn chị rất nhiều. Rất hay. Tại vì chị nhớ hay quá, bài này lâu lắm rồi chị không hát mà chị nhớ hay thiệt á. Tụi em nhiều khi cũng quên đó chị ơi. Như là thường lệ thì chương trình của chúng em á là cuối chương trình có hát một bài để tặng quý khán giả cũng như các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Hôm nay là em có chị Kim Loan, em mời chị đứng lên hát cái bài Sáng Rừng của nhạc sĩ Phạm Đình Chương với em với Quế. Rồi. Nha chị, sẵn sàng. Bài này đó nói vậy quý vị là bài này là bài của tôi này trong ban Việt Nhi á, nhỏ trong ban Việt Nhi, ban Việt Nhi của nhạc sĩ Nguyễn Đức á, cho nên bài này cũng phải nhớ lại anh hai Nguyễn Đức của dạ tôi. Đúng rồi, để nhớ tới anh Nguyễn Đức ngày xưa ban Việt Nhi. Dạ. Thank you.
cây xôn xao đón hương lòng của vực thái dương hồng bừng lên trời đâu. Thỏ cây vương vai lên tiếng cùng bao nhiêu chim chóc tưng bừng dậy sau giấc đêm dài triền miên nhà sàn ai làm khói trong sương mơ ngọt ngào hương che nữa trong rừng thương có dòng đôi chim thơ níu lo cho trong mơ gió đưa xa vời giờ tình chan chứa gió vi vu suối xa em nhìn dù như sâu lắm có rồi dòng không biết đâu ngờ xuôi về đâu bình minh xuyên qua khe núi nguồn vui leo tia nắng đây rồi đem hơi ấm cho đời trẻ như đôi mươi và thiên nhiên như đôi mới rừng xanh vươn câu hát hương đời mình mang khắp một trời ngàn lời đẹp tươi nhà sàn ai làm khói trong sương mai ngọt ngào hương che lửa trong rừng thưa có dòng đôi chim thơ níu lo chào trong mưa gió mưa xa về giờ tình chan chứa gió vi vu suối xa em như du lá khô tôi dòng ngơ suối về đâu bình minh xuyên qua khe núi nguồn vui theo tia nắng để rồi đem hơi ấm cho đời trẻ như đôi mươi và thiên nhiên như đôi mới rừng xanh muôn câu hát hương đời bèn mang khắp một trời ngàn lời đẹp tươi rừng xanh muôn câu hát muôn đời mình mang khắp một trời ngàn lời đẹp tươi. Cảm ơn chị Kim Loan. Xin chị Kim Loan gửi lời chào tạm biệt đến quý vị khán thính giả của chương trình Tiếng Hậu Phương thưa chị. Kim Loan, một lần nữa xin... Kim Loan xin cảm tạ quý vị nãy giờ đã bỏ chút thời giờ để nghe ba chị em của Loan tâm sự và hát. Bây giờ thì Kim Loan xin giả từ quý vị và kính mong quý vị và hy vọng là quý vị có những giây phút thoải mái. Kim Loan sẽ chào quý vị và một lần nữa. Nếu có dịp thì Kim Loan sẽ sang đây cùng với Phương Hồng Quế và Trang Thanh Lan để hát và tâm sự cùng quý vị. Dạ, cảm ơn chị Kim Loan rất là nhiều. Chương trình chúng ta tới giờ chia tay rồi thưa quý vị ơi. Trang Thanh Lan, Phương Hồng Quế, chị Kim Loan cũng như Nghĩa Sữa chào tạm biệt quý vị nơi đây. Cảm ơn những lời chia sẻ vừa qua rất là nồng nàn và dễ thương với chương trình Tiếng Hát Hậu Phương. Trang Thanh Lan hẹn tuần sau cũng vào giờ này 7 đến 8 giờ giờ Cali. Kính chúc quý vị một đêm bình yên và hạnh phúc. Anh vui xa trường cho lòng em nhớ thương cho em ca bài Tiếng Hát Hậu Xin kính chào quý vị khán giả và sau đây là chương trình Chào Hoàng Hôn buổi tối hôm nay với Châu Thảo và nhà báo Bùi Bảo Trúc. Dạ, hello anh Trúc. Chào cô Thảo. Dạ, anh Trúc vẫn tiếp tục với cuộc bầu cử ở Mỹ này thì Tổng thống Obama đã lên tiếng lo sợ về những trẻ em, những học sinh nghe những cái lời nói thô tục của Donald Trump giữa những cái ứng cử viên lăng mạ lẫn nhau trên TV. Yeah. Hôm nay là một trong những ngày Super Tuesday, ngày thứ ba trọng đại đây. Ngày hôm nay thì sẽ diễn ra những trận thư hùng và sẽ có tính quyết định. Bởi vì nếu mà kỳ này đấy mà phe Cộng hòa mà không chặn được ông Donald Trump thì có điều chắc chắn là thế nào ông cũng sẽ được Đảng Cộng hòa đưa ra để đại diện cho đảng ra tranh cử chức tổng thống. Mà nếu trong trường hợp như thế đó, thì sẽ có rất nhiều người ta bỏ Đảng Cộng hòa, người ta
có thể đi theo phe dân chủ, bởi vì rằng người ta thấy rằng giữa hai cái xấu thì cái nào nó bớt xấu thì người ta chọn. Và cái điều đó là cái điều mà làm cho phe Cộng hòa rất là sợ, bởi vì như thế nó sẽ đẩy một số những người bỏ phiếu bầu đi sang bên kia phe dân chủ. Nhưng mà cô vừa mới nhắc tới ông Obama,